Hai nghe, thì rồi em chở bạn nghe. Lâu rồi lại không có ra ngoài cái đồng câu cá. Hôm nay lại mới ra bờ ao mình câu lại câu cá đây. Là đi cùng với một anh cao thủ câu cá các bạn. Thì hôm nay anh đang câu cái kia, anh ra trước mình. Anh ra sớm quá, mà không biết gì anh câu được có bao nhiêu con nữa. Đi. Mời các bạn theo trên lợi nha. Đi ra coi anh coi câu được nhiều chưa. Sao rồi Thắng câu cá, có cá nhiều chưa? Đâu. Sao nãy giờ mày đi mà không chờ mà cái mày hứa hẹn tao mày chờ tao cùng cũng khá nhiều đó. Wow. Rô này rô mề đá cái tao ơi. Đồ mà anh em chiên xù ngon ba chén một chén ha. Trời ơi vừa có mồi ngon rồi. Mày dở mày đi câu cá mày không kêu tao gì hết. Giờ mày tao ra đây tao chờ mày nhà trong kia chờ hoài mày. Đi không ý tao kêu mày chờ tao mà. Ai? Ô thêm một anh Thắng câu cá kia đó hả? Ồ đẹp ghê, có cá chưa? Cá nhiều. Cá nó nhiều lắm hả? Còn cá non cho mình câu biết coi. Đảo quá ta. Nhiều cá luôn hả? Cá chèn không hả? Cá chèn là mồi mình làm món gì ngon? Ui cúp. Ngon, tao như phải bên đây con nào không? 20 cá chèn. Nhiều cá chèn hả? Được rồi giờ coi nãy giờ giật con nào chưa? Không con nào con ngon mình xuống mình qua mình câu đi. Ủa cần câu anh đâu? Sao vậy? Ở gì nãy giờ câu cá có cá không? Có quá trời. Đâu cá đâu? Đây nè. Đấy hả? Cá nhỏ không vậy? Cá lớn. Này sao đúng nhau? Cá lớn thả hết rồi. Nha. Yeah. Đây bắt mồi vào câu đi. Ô này mà ba mấy anh em mình ngồi nhậu đây mình thoáng mát nghe cái dừa đó ha. Dù nó đã thôi tuyệt vời luôn á. Bên mấy. Ôi cá lúc ôi. Đu. Quá giật dữ đây. Dính rồi. Ôi được con được từ. Má đi dịch vô rồi. Đi dịch tối rồi. Ô. Từ để bắt cho. Ồ hay quá. Được con cá rồi. Cá này nhỏ quá, thôi thả đi. Ừ, nhỏ quá. Mình cái cá to mình bắt. Anh kia anh kia chắc sang kia anh kiếm cái chỗ cá to anh bắt rồi. Dễ gì thả được, thả đây nè. Thả làm sao kệ lắm chị sợ không được. Ừ đường đóng rồi nè. Nghĩ sao cá nhỏ kia mình bắt mà cá lớn này thả. Đây thấy không? Đây nữa nè. Mới này. À được bữa trưa may mắn rồi đó. To lắm ai dè. Được anh chàng cá rô. Ok cũng được cũng có cá các bạn. Với mấy kia nó câu sao câu nhiều ta? Nó câu hết cá mình rồi sao á? Để mình thả xuống thử coi. À, nhìn câu cá ấy, kiên trì lắm các bạn. Đúng là câu cá là một nghệ thuật và giật cá là một nghệ sĩ. Ui, một kiếm sĩ. Giật cá phải chuẩn xác mới dính được. Chứ nhỏ nhấp. Nãy giờ chắc cá nhấp nhiều lắm nhưng mà mình giật khủng á. Anh em kia chắc là mồi cũng xong rồi. Đây là cái gì mà lại muốn chia sẻ các bạn về lâu ngày mà anh em đi câu cá. Mà đúng là mình còn ngồi các cái nửa tiếng đồng hồ mới được một con cá rô. Chứ cái số mình là không sát cá các bạn. Đây là thành quả của mình đây. Thế kệ nó cũng vui, có cá là vui rồi. Lại rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.